Những màn rượt đuổi đầy gay cấn trong cuộc đua chạy bao bố. Nhảy bao bố là một trong những trò chơi dân gian rất được ưa chuộng trong các hoạt động tập thể tại các trường học. Trò chơi này không chỉ giúp người chơi tăng cường sức khỏe, sự nhanh nhẹn mà còn mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh được tổ chức thi đua với nhau thông qua trò chơi nhảy bao bố. Thế nhưng ở cuộc thi này có phần thay đổi so với trước đây. Ngoài việc phải đội một chiếc mũ bảo hiểm to nặng, còn phải ngồi thấp người để bao bố trùm kín vai. Trang phục này khiến cho người chơi trở nên vô cùng nặng nề, rất khó di chuyển. Thế nhưng một học sinh lưng lẹo lách luật bằng cách chạy bao bố thay vì nhảy khiến cho giám khảo phải cầm cành cây chạy theo xử phạt. Này này em dì ơi, chơi như vậy là phạm luật, mẹ biết mẹ buồn đó. Mặc dù hành vi của học sinh này đáng bị xử phạt, nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ khích lệ từ xung quanh. Còn bạn, bạn đã bao giờ lách luật hay tham dự những cuộc đua hài hước như thế này chưa? Hãy chia sẻ ngay với chúng tôi và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giải trí trong và gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.